Trời, nghĩ sao mà không đẹp trời, không đẹp ăn lấy tiền luôn á. Trời ơi, vô video tôi là người nào cũng đẹp chưa nha. Trời ơi, vô là người nào cũng đẹp hết trơn nha. Đây là tham quan khu du lịch đời thúc giục bên cả nhà. Rồi Nguyên nha, tôi lấy cái cổng nha, chưa nha. Vậy là đi lên nhảy nè, chạy xuống. Rồi đi đi. Đây. Không đi được nhiều đi. Đi không nổi đâu. Xin chào cả nhà cùng quý ông bà cô chú đã đến với kênh Hiệp Cái Thành VN. Lời đầu xin kính chúc một sức khỏe quanh năm, 100 ngày như ý, một vạn sự bình an. Ghê không, con biến nhà thành menu luôn đó. Hello, hello. Chào coi, bữa nay nhà mình nguyên cái phái đoàn đi gia đình bà Tám này nha, đi núi Cô Tô nha. Đó, đây trưởng đoàn nè, mà bị điếc thôi, xin lỗi là bị điếc không có nghe nè. Ông kia đeo kiến vô mới chịu kìa. Ghê không, dữ dằn không, thích ghê không. Đây là những gương mặt hồi đó còn trẻ lắm mà bây giờ hơi lớn chút xíu thôi. Đây là những gương mặt thân quen. Nếu mọi người có coi qua sẽ thấy những người này trên cái màn hình nhỏ của kênh Hiệp Cái Thành VN đó. Nếu mà không có coi thì không có biết đâu. Có diễn viên ở đây, có diễn viên đây, dây chánh nè, dây chánh nè, 80 tuổi. Ừ, lão bà trong dây chánh trong dây, lão Phật gia. Phụ trong giai nô tỳ Isara, con nhỏ áo trắng trắng đó, nô tỳ Isara đó. Nhờ tu nhiều kiếp nên kiếp này nó cũng đẹp gái vậy, kiếp này nó tu nó kiếp sau thành tiên đó. Còn ông kia đeo mắt kiến là tại biết sao không, điệp viên không không thấy, nhìn lâu biết rồi. Phú quý, phú quý hả, phú quý hả. Còn cái bà đó là cái gì, phú gì, thì trang luôn. Còn bay bay là chính giữa phú bà hả? Phú bà cái gì, tú bà ông hai ca sĩ thì trang đó mày ơi. Rồi còn cái thằng này là gì, chu biên hả, chu biên hả, găng hết trơn rụng hết rồi. Chu biên găng rụng, chu biên găng rụng nha, đó quảng cáo thành viên rồi đó. Còn cái kia là sen nhung hua gì đó, sen nhung hua Hàn Quốc. Quên, cũng không giới thiệu ra là cái người mà quan trọng nhất của cái đoàn hôm nay đó là bác Tài nha, ăn chay từ nhỏ tới lớn nha, không biết phải không, nó nói gì đó. Quá tốt rồi. Dạ, chính xác. Cái đường này là tiếng quốc lộ 943 đúng không? Dạ. Yeah. Mình đi đường núi Sập. Nếu mà mình đi đường này á thì cái hành trình nó ngắn hơn là mình đi cái đường lộ thẻ Chi Tô đúng không? Ai đến An Giang ghé ngang bảy núi, thắng cảnh chùa Thiên, núi Ông Cấm, núi Bà. Mình đi đường này là đến núi Sập đó cả nhà. Đây du lịch, khu du lịch Hồ Ông Thoại nha. Mình chạy ngang cái đường này là Hồ Ông Thoại nè. Hồ Ông Thoại cách trung tâm thành phố Long Xuyên khoảng 24 km. Mình đi hướng quốc lộ 943 về núi Sập thì sẽ nhìn thấy Hồ Ông Thoại cả nhà. Bên tay trái nơi đây có một ngọn núi cao 85 m, nằm trong lòng hồ rất là đẹp. Cũng theo hướng về núi Sập thì còn có rất là nhiều danh lam thắng cảnh mà cả nhà mình chắc đã từng nghe và biết nhưng chưa có dịp đến đó. Thì nếu như cả nhà mình có dịp thì đi đến đường núi Sập thì cũng được, có rất là nhiều danh lam thắng cảnh cả nhà. Đó cũng như là thiền viện Trúc Lâm núi Sập nè, đó là một cái khu du lịch tâm linh thắng cảnh của thiên nhiên cũng như là nhân tạo. Cả nhà mình đến đây tưởng tượng như là mình đang đến chốn bồng lai vậy đấy cả nhà. Nơi được các bạn trẻ được đặt cho một cái tên danh đó là Vịnh Hạ Long giữa vùng bảy núi đó cả nhà. Rất là thiệt đẹp nha. Còn nếu như cả nhà mình đi thẳng nữa thì sẽ hướng về phía Bà Thê, sẽ có rất nhiều điểm mình để đến cũng như là chùa Bà nè. Nơi đó có bạn Chân Tiên nè, trên đỉnh núi nè, hay là thạch đại đao trên đỉnh núi của núi Bà Thê đây cả nhà. Hello, ngủ hết hả? Chưa, ngủ lắm. Vẫn đâu mà mới ngủ buổi sáng này ngủ. Thấy lão Phật gia đẹp gái không à mọi người ơi? Đẹp. Quá trời đẹp luôn, quá xuất sắc. Nói đơn lắm. Cười hết đi. Mình cắt tóc cho lão Phật gia.
cô mà bên kia bên đây bên cánh bên phải thị nữ cắt tóc bảo bằng da đang lại đâu chặt hết rồi kêu qua cắt tóc rồi Trang hả? Trời ơi Trang, tôi nghiêng qua đây cho thấy Trang chưa? Nhớ nhớ Trang nha, nhớ Trang trong xe nóc rồi nhớ Trang vuốt lại mấy tóc thề vuốt mấy tóc thề đủ đẹp gái chưa? Cho miếng son coi. Tại khu di tích Ốc Eo này có một ngôi chùa tên là Linh Sơn Tự. Nơi đây cũng là một ngôi chùa thiêng, có thờ một cái bức tượng Phật bốn tay và rất là đẹp đó cả nhà. Mình nói gì à? Ở sao mình nói gì vui vui coi. Rồi, quá vui rồi, đợi cái nón rồi. Không mấy mình giảm bớt nhiệt độ được không? Ngoài đợi nón rồi nha bà con. Chuẩn bị rồi hả? Không, ngoài bà lạnh á. Đường ở trước kẹt xe rồi, mình nhìn mặt mấy người này đỡ đi. Nhìn cái người hơn người nhìn xe. Ra ngầu kế bà nổi nó ra, nó dùm lên, bà dùm nó ra, hai bà cháu dùm lên. Rồi hai bà cháu chùm nón luôn rồi, lạnh rồi đó. Cho cho cảm nghĩ cái chuyến du xuân này thấy thế nào? Bình thường. Được đó mà, phải với nó là vui vẻ chứ. Rất là sung sức chuẩn bị một cuộc hành trình leo núi với một cột giò rất là cường tráng, còn sức khỏe phi thường. Ờ đừng có quậy con, nhìn là biết cái tuổi trẻ. Trong túi lúc nào cũng có tiền lẻ, tiền chẳng á, chẳng luôn hả? Trời ơi, sáng thắt ngang chỗ đó hả? Cái gì vậy? Dầu hồi trước thời gian cho nó xe nó chăn cái đồ ăn uống nó thất ngang nó chỗ nó hư nó xe đậu mấy ngày này ngày mai kẹt xe mới giữ nữa. Cái xong cái đợt cái tay gặp đòi tức giục, tiếng Khmer gọi là tức chớp, ý nghĩa là nước chảy bên năm đó cả nhà. Thì địa chỉ là xã An Túc, huyện Tịnh Biên, Chi Tôn, tỉnh An Giang, nằm ở sườn phía tây của núi Cô Tô. Nghe nói cái biếu quà chú xứ ở đây linh thiêng nhưng mà mình chưa có tới lần nào nữa rồi, chứ mình chú xứ Cô Tô á. Chốn yên bình là đây, nhìn nó thật là tuyệt vời nha. Nếu cả nhà mình có dịp thì hãy thắng cảnh của Việt Nam, đất nước Việt Nam có rất là nhiều nơi để mình đi đến. Mình đi mình cảm thấy mình rất là thích nha cả nhà. Tiếp thêm năng lượng sống tích cực để cho mỗi cuộc sống của mọi người ngày càng thêm tươi đẹp và càng thêm mới hơn cả nhà ơi. Thì Bến Thành sẽ đưa cả nhà mình đến một cái khu di tích
nơi có gắn liền với huyền thoại 128 ngày đêm cả nhà. Nơi đây rất là hào hùng, có một câu chuyện lịch sử ngày và đêm, nơi gắn liền với thắng cảnh của thiên nhiên cũng như là địa phận cách mạng. Thì mình đến đây mình sẽ thấy được nhiều cái câu chuyện hay ly kỳ tại cái khu đồi này, nơi trong nơi có cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đó cả nhà. Đó là khu tiếp dịp một ngọn đồi của núi Cô Tô. Thì núi Cô Tô còn có cái tên khác đó là Phụng Hoàng Sơn, nằm ngay giữa vùng dãy Thất Sơn Hùng Vĩ. Mình nhìn ra xa mình đã thấy đó cả nhà. Cái này nơi đây thuộc xã An Hảo, huyện Chi Tôn, tỉnh Biên, tỉnh An Giang cả nhà. Thì giờ dưới An Giang thì cả nhà nhớ ghé vùng bảy núi. Đây là khu di tích đồi Túp Dụp. Đây mình đã tới khu di tích. Khu di tích là đồi Túp Dụp. Người lớn 40k, chị em 20k. Giá lít nhiêu đây? 20. Rồi ba vé cho em 10 vé người lớn tiếp nha. Đừng có xách đồ ăn. Nhà mình nhiêu người vậy? 1, 2, 3, 4. Không. 2, 4, 6, 8, 10. Đây đi theo chiều mà ngồi nội nha. Giống như nước Việt Kiều quá trời luôn. Thì chứ từ bên Canada về gì? Canada về dẫn cái đoàn đi đây nè, bữa nay đi tham quan được anh. Rồi. Có gì anh chia sẻ vị trí địa điểm rồi anh ơi. Trên này đi đường này là đi vui lắm. 20 năm mới về phải không? 20 năm mới về. 20 năm mới về nước lần. Rồi, vô. 10 vé lớn, 2 vé nhỏ, đây kính cả người này. Đây nè. Chưa bóp mày. Đây. Đường đây hả? Cái máy này hư rồi mà nó không có chịu lên tiếng, không biết. Hơi bị nắng nha. Người lớn á. Là 40k cho em 20 nha. Người lớn 4 cho 22. Tiếp dịp là một ngọn đồi nhỏ nằm liền kề bên dãy núi Cô Tô, có chiều cao là 216m, thì với tổng chu vi là 3km, hình cánh cung. Thì nơi đây tuy gần nhỏ nhưng có những câu chuyện lớn, rất là hào hùng, rất là đặc biệt đó cả nhà. Đây có bắn súng nữa nha, mà Tết mà không có bắn. Nơi đây đã được thiên nhiên ban tặng với cảnh đẹp vô cùng độc đáo và cũng rất là nhiều hang động. Đó, nên ra là cả nhà mình đến đây thì sẽ được ghé thăm rất là nhiều nơi, hang động lớn nhỏ này, ngõ ngách là chằng chịt như là một cái mạng nhện vậy. Khu tiếp dịch cũng là một cái khu vui chơi giải trí, rất là nhiều trò chơi luôn nè. Đó, tàu lượn trên không nè. Ba vòng 20 ngàn kìa. Cái tàu lượn anh chị, ba vòng 20 ngàn kìa. Biến ra đi kìa. Đi không? Đi cầu văn dây kìa. Mẹ không bỏ đâu. Đâu ngoài đâu. Mày quên số xe nha mấy đứa. Đây là khu 128 ngày đêm á. Số xe mấy? Không biết nha. Mình chỉ biết mặt tài xế cho trường thôi. Đôi hài bảy dặm chạy keo, đi cà kheo. Những cái trò chơi dân gian cũng được tổ chức tại đây rất là vui ha. Đi cà kheo nè.
nhìn giống giống. Đây là khu trò chơi vận động nha cả nhà. Vô. Cà kheo kìa, nhảy dây rồi kìa. Đó, có đi không? Đứa nào nhảy ra đi cà kheo không? Bịt mắt đập heo rác rồi kìa. Em đi sao mà? Đó. Hai cái cây ta đi gì đó. Nhảy mai qua chung. Đó. Cái đó đâu có tốn tiền đâu. Cái đó là nè. Dây rồi nè, đó. Ai thích giải trí cái gì đó giải trí. Thằng Thái nó đi ý. Chú ăn giọng trước kìa mấy đứa. Đó. Nè. Đứng đây chụp hình đây coi nè, cái cầu nè chụp hình nè. Chơi vào đây con. Nè. Thôi, đứng ở đây. Lão đứng trước không? Ừ. Ok. Trời, nghĩ sao mà không đẹp trời, không đẹp không lấy tiền luôn á. Trời ơi, vô video tôi là người nào cũng đẹp chưa nha. Trời ơi, tôi video là người nào cũng đẹp hết trơn nha. Đây là tham quan khu du lịch đời thúc giục bên cả nhà. Cá sấu lớn nguy hiểm. Đây là Việt Kiều Campuchia. Hôm nãy nó giới thiệu về từ Canada rồi quên. Xin lỗi Canada nha. Thâu lại. Khúc này cắt. Kìa, yeah. À, có thấy vòng chơi vòng kìa. Kìa, thấy vòng kìa. Thấy vòng kìa. Thấy vòng đi. Thấy vòng đi. Cho hai mày chơi đó. Năm vòng nhiêu? À, hai chục hả? Thôi, năm vòng hai chục vô luôn dứt. Vô dứt coi. Vô, bên hai vòng. Em ấy. Giỏi vô mấy lần nữa chứ không? Trời. Đó, lụm nha. Vô luôn hả? Lụm ra. Lụm rồi, hơi méo rồi. Nè, nằm vòng nữa đi. Rồi xong luôn. Đi. 10 vòng luôn, không trúng cái vòng nào hết. Đi. Ê, bắn súng kìa. Đi. Đấy, đi. Qua bắn súng nè. Trò chơi bắn súng nha cả nhà, chưa ở đây cậu Út nổ nha, cậu Út nổ nha, từ từ nha, cậu Út bắn nha. Canh dữ lắm à. Ủa? Canh dữ lắm à. Ờ, cái gì ở dưới đầu à. Ai giữ vàng không trúng. Trời ơi. Coi đây, hãy coi Free Fire. Bạn có chơi game Free Fire chưa? Không chơi Free Fire mà. Đó, Free Fire.
20 ngàn. Anh hai bán không anh hai? Tới ra đây tiện thủ quốc gia từ Indonesia. Ủa không bán hả? Mua đi. Đây, đây điệp viên không không thấy. Đó dữ dằn lắm à. Trời ơi, mày dám chụp ảnh đó chứ đừng có ấm cái lon. Hai anh em Free Fire. Đi quanh kia, đi quanh kia. Được rồi, hỏi cút kìa. Bắn nữa hả? Coi trời coi kìa. Để cho coi Free Fire nhí. Đu đi. Còn nè, chưa thấy bắn được gì đi. À, hay à, cháu này ghê không, canh ghê không? Chế banh nha, canh chế banh nha. Ồ, quá hay đi. Trong khu du lịch rất là nhiều trò chơi nhân gian nhưng cũng rất là dễ tốn tiền cả nhà. Mỗi một cái trò chơi thì mình chơi là 20k mà cũng rất là khó trúng nha. Đây lâu lâu mình dắt anh em con cháu đi chơi một lần thì nó gặp trò nào nó cũng thích chơi hết cả nhà ơi. Cả nhà mình nếu có dịp thì mình cũng thử một lần để quay về tuổi thơ thôi. Đây, đây là những tiện thủ Free Fire. Thôi, lon đây rồi. Đây, nghe trong cái cổng đây. Cả nhà mình tụ tập rồi đây. Alo, alo. Bạn nào tập trung làm mô hình nè đi cả nhà ơi. À, còn thiếu ai không nè? Vô đi, vô đi. Vô đi, vô đi. Lớn nhỏ trước lớn sau đi. Già thì đứng đầu. Ê vô, xác vô coi, thương hết quá, xác vô. Xác vô coi. Rồi im nha, để lấy cái cổng nha. Rồi, đi. Đi. Có một huyền thoại khu đồi 2 triệu đô. Đó là chiến tích của bom đạn của giặc Mỹ tàn phá, dùng tiền để làm vũ khí tiêu diệt đất nước Việt Nam ta, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trước lòng hào hùng anh dũng của người dân Việt Nam. Chính vì vậy mà nơi đây được kinh doanh đạt là khu đồi 2 triệu đô đó cả nhà. Cũng rất đông người đi tham quan những ngày như vậy ha. Đông lắm chứ bạn. Thấy chỗ đông cũng bao muôn ca. Dạ hả? À, thằng em trai nó đi, nó để cái mong muốn cá chưa. Khu du lịch tấp vật đang chờ bạn đến nha. Câu cá giải trí nè. Câu cá là gì? Lên núi nè. Các bạn ơi, mình đội lên cái đội đi. Cái đội 2 triệu đô đó, chứ không hết đâu. Ờ, cá sấu luôn. À, cá sấu nó đang chờ cái mỏ nó chờ kìa. Đó. Đây có câu cá sấu giải trí rồi cả nhà. Nó đang đưa cái mỏ là nó chờ mình câu nó kìa.
Đứng đây vô. Đâu? Nhữ nhữ rồi coi cho dính con coi. Vậy chị không có nổi gì. Quay phim đây coi, chị không nổi luôn hả? Đó. Mấy cái con nó dựng hẳn mà tao tưởng mới giả chứ. Nó mồi á. Ồ. Khó ăn lắm à. Khó mà ăn được anh nha. Cao quá sao nó ăn được con thấp thấp đi coi. Không, mấy nhữ chọc nó. À chọc nó hả? Thôi đi lại câu đi. Cho nó ăn luôn nha. Câu thật nha. Đâu, nó đâu. Thì câu thử cái chú không coi. Không quay câu này từ từ đi. Đó, từ từ coi. Đây, chị Văn rồi. Cắn, mày cắn. Cắn. Kìa, Văn ơi. Chị Văn. Đó. Đó chính là 10.000 câu cá sấu. Xong. Rồi đi được rồi đó. Coi như là mình cho nó ăn bữa no này thôi. Thôi lên nè, lên đồi nè. Rồi đưa cho chú gì đi. Đây. Xong. Con cá sấu là cảm ơn Sumo rồi. Đây là hồ đập vịt nha. Ở đây mình có thể đập vịt nè. Đập gà. Du thuyền nha. Đập gà hả? Du thuyền trên sông nha. Đó. Rồi đi, đi. Mưa nón bị đội. Đi coi, đi trước chân tôi coi. Ở đây có món gà. Món cắt lại hay gì vậy? Phải không? Hồi đó em đi rồi đâu còn quan sơ lắm, không có được như vậy đâu. Ở đây 20 năm rồi. Ai có chụp xe pháo binh không nè? Ở đây có món đặc sản đó là gà đốt ô thum nha cả nhà. Đó. Pháo binh coi, pháo binh coi. Là bằng cái áo ba đà si này mà chụp pháo binh mấy ngầu nè. Hồi đó từng lái chiếc xe này mà bây giờ lâu quá rồi. Bây giờ lên hả? Ghê chưa? Ghê không? Ừ. Quá trời dữ dằn rồi. Hồi đó là từng lái chiếc xe này. Ghê không? Đó ba bà cháu hồi đó ngồi sau lưng chiếc xe này. Người đó đâu chứ ba rồi. Trời ơi có sao đâu. Bô vô đi ba. Vô đi con. Ra đây cậu chứng minh. Vô đi, vô luôn đi, cháu ngoại vô luôn đi. Trời ơi, diễn viên Hàn Quốc Kim nha. Bà cầm mình bánh bía đi, để Hàn Quốc mà cầm mình bánh kỳ quá. Đi ông ngoại nha. À, ông ngoại đi. Đòn còn được bao nhiêu năm diễm phú đi ông ngoại ông đi. Trời đi. Ai em trời ơi, trời con phát chiếc xe đi lắm ơi. Sao đâu làm lái. Lái luôn hả? Tưởng mình đi tẩy đạn chứ. Ừ đúng rồi đó. Đó trời ơi tao biết cái xe này của mình chứ. Không ai biết xe này của mình. Ờ quá dữ dằn rồi. Trời hình nền luôn nha. Lên bắn súng hình nền luôn nha. Bằng sao không được trời. Nghĩ sao không được. Ôi trời. Đó như vậy tao mới biết cái xe này xe của mình chứ. Quá đẹp rồi. Thôi tao mới biết xe này là của mình. Cái này hồ Túc Dập. Ở bên phía bên này là hồ Túc Dập nè. Mình đi lên đường này nè. Ở đây nè còn một chiếc không biết hồi xưa ai lái nè. Giờ đang tìm chủ nhân á. Chiếc 67A058.42. Nước mía 10.000 ly. Có ai uống nước mía nước gì không kìa. Đây. Đây xe nó kìa. Anh thấy kìa đây. Kìa bài xe kìa. Kìa. Chiếc 058.42 đang tìm chủ nhân. Thất lạc mấy lâu nay, hôm nay mới được tìm thấy. Đây. Đó. Chủ nhân của cái chiếc cái này là do ông Nguyễn Hữu Chánh, tự là Úc Vũ, chủ tịch Liên Quỹ Tiếp Sức Tài Năng An Giang tặng. Nó xe đã tìm được chủ nhân. Mình lên mình ngồi mình lái luôn đi, người ta mới biết là xe của mình, lên luôn. Ở sao đốt cái túi với lại cho ông ngủ, ông khói ăn cái này. Ừ. Đó, phải cầm gì mới được chứ. Cầm gì người ta mới nói là xe của mình. Người ta mới sợ. Lại. Chưa. Con này đứng cắn mũi luôn hả? Chưa vậy. Rồi, bốn người luôn. Từ từ nha. Ông cái xe này ông dành một nửa của ông nên ông đứng cản. Rồi xong rồi ông đi ra đi. Để cho ông kia ông lái rồi, ba ông kia rồi. Trời ghê không? Nói tiếng Anh không luôn. Nói tiếng Anh như gió luôn, tiếng có tiếng không luôn.
Vô. Nó đeo kiến đồ vô đó. Trời ơi. Ghê không? Ghê không? Đây đây. Đây đây. Đó, trời ơi. Ghê không? Giơ hai tay đồ lên coi. Đó. 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 Đó đúng rồi, vậy đó người ta mới tin kìa. Người ta mới tin là xe mình đó. Ok. Đây lên. Bà ngoại đứng đó hả? Đợi sẵn luôn hả? Đây khu đồi chịu 2 triệu đô la nha. Đó ok. Lên khu đồi 2 triệu đô la. Đây 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 lên đây nè, khu đồi 2 triệu đô nè. Mình nè. Rồi vô đóng 1 triệu nha. Đây khu đồi 2 triệu đô đoàn của gia đình bà Tám đến khu đồi 2 triệu đô nha. Lôi được nhiêu lợi? Có két nữa là bán thôi. Đó hả? Vậy là đi lên nhảy là chạy xuống. Rồi đi đi. Đây. Thì cãi muốn đi đi đâu đi? Muốn đi được nhiêu đi? Đi không nổi đâu. Thôi tại vì mình bà còn lại nó đi, đi núi nữa để cho bà dưỡng sức đi. Đây đi đây mình sẽ đi vô cái khu đồi, tham quan khu đồi 2 triệu đô la. Nhưng mà mình đi đây nếu mình sang nhất là mình thêm nước suối và mình lấy bánh bía mình ăn. Mình sẽ thêm bánh bía hoặc bánh bia thôi ngoài cái chân hiểu bánh sừng banh đó là mình đổi ra là nó cũng thành triệu đô đó. Nếu mà mình tính ra tiền đô là thôi kệ ngoại đi được như ngoại đi, kệ ngoại. Mình đi nhanh xuống thì ngoại đâu có lên tới kịp. Thấy không? Khu đồi này là xây 2 triệu đô đó. 2 triệu đô. Nghe không? 2 triệu đô tiền Việt hả? Tiền Mỹ á. Trời ơi, mà sao tiền Việt? Bởi vậy không mấy nào mà đưa cho bà tiền đô cho bà xài rồi biết thấy rồi. Chứ để nói tiền đô mà không biết. Tự nhiên hỏi tiền Việt đó hả? Bà đô mà Việt cái gì? Là người ta hỏi ra bao nhiêu. Sao đứng ra coi, nhìn chụp hình cái coi. Trời ơi, đi mình phải để lại dấu ấn dấu tích được chứ. Là ta hỏi nhiêu tiền Việt. Hả? À. Đó. Tiền đô 2-3 triệu tiền Việt. Rồi, ok. Rồi xây mặt đi, chụp hình thì mình xây mặt. Để thấy mặt để ta biết mình. Rồi bà đó đeo khẩu trang hoài luôn á. Giống như mật vụ vậy. Rồi, đi.